Anh sẽ chuẩn bị cho cô ta một buổi sinh nhật không bao giờ quên. Mẹ về quê rồi hả anh? Ừ. Anh nhờ ông chú ở quê giữ chân mẹ lại. Chứ mẹ ở lại đây sẽ phức tạp hơn. Khi nào ổn định, anh đón mẹ ra sau. Bà có vẻ không thích em, mà chỉ thương mỗi cô con dâu Ngân Hà thôi. Đừng suy nghĩ như vậy. Chỉ là mẹ chưa thôi chứ không phải là không. Mẹ thích Khôn mà. Từ từ mẹ sẽ quen. Mọi việc cũng coi như là đã gần xong. Vậy khi nào thì anh định tính lật bài ngửa với cô ta đây? Văn hay thì cần mở bài, thân bài, và cái kết phải thật độc đáo. Chúng ta phải chọn thời điểm, chọn cách đánh làm sao cho hiểm nhất. Anh sẽ chuẩn bị cho cô ta một buổi sinh nhật không bao giờ quên. Em cứ yên tâm đi. Cô ta chỉ như quân cờ, anh muốn xoay thế nào chẳng được. Vậy em là quân tốt hay là quân hậu trong bàn cờ của anh đây? Em không phải là quân tốt, cũng không phải là quân hậu. Mà em là cái bàn cờ của anh. Anh muốn đi nước nào thì việc đầu tiên cần là phải có em đó. Dẻo mồm. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà em không muốn muộn quá. Trước khi bé Gôn nhập học, trong một tháng tới, mọi thứ phải xong xuôi. Chắc chắn. Gọi yêu gọi kìa. Nghe thôi. Chẳng phải ở đây anh có vợ yêu rồi còn gì. Kệ cô ta, cho sốt sáng một hôm có chết ai đâu.